Khi lượng khách hàng ngày càng đông thì việc sử dụng máy rang cơm tự động là phương án lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng không chỉ tăng năng suất, tốc độ mà thiết bị này còn rang cơm rất tơi, ngon và đảm bảo chất lượng. Xin chào mọi người, ngoài các thiết bị máy rang cơm mà ở video lần trước Cường đã giới thiệu cho các bạn thì ngày hôm nay xin mời các bạn hãy cùng khám phá thiết bị máy rang cơm tự động kèm một bếp xào inox 304 này của Neosan, xem rằng hiệu quả thực tế cũng như là thiết kế có khác biệt gì so với các thiết bị mà Cường đã giới thiệu nhé. Với sự kết hợp trơn tru, nhuần nhuyễn của hệ thống cánh đảo, cánh vét và chảo xoay, cơm sẽ được xoay tròn liên tục theo lòng chảo. Cặp cánh vét cố định sẽ vét cơm lên để chúng không bị cháy hay sát vào đáy chảo. Phần cánh đảo cũng xoay 360 độ để đảo cơm từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, giúp cơm rang đảo đều, tiếp xúc đều với nhiệt, chín nhanh, cơm tươi ngon, săn hạt không bị khô quắt, tăng năng suất rang tới 12 suất cơm mỗi mẻ chỉ từ 5 phút. Đặc biệt, máy trang bị thêm một bếp xào giúp quá trình rang cơm nhanh chóng, tiện lợi hơn rất nhiều mà bạn không cần phải sắm riêng một chiếc bếp ga nữa. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy là thiết bị này được thiết kế khá là tối ưu để có thể cho chúng ta một mức giá thành tốt nhất cũng như là hiệu quả cơm rang được ngon nhất. Các bạn sẽ khám phá cùng với mình về phần chảo rang đầu tiên. Thì chảo rang có đường kính khá là rộng lớn và sâu lòng. Như vậy thì để có thể đảm bảo được mức năng suất, nếu như mà các bạn rang cơm với trứng không thì sẽ rơi vào khoảng từ 15 cho tới 20 suất cơm mỗi mẻ. Còn nếu như mà các bạn rang cơm mà được thành phẩm cả rau cũng như là thịt ở phía bên trong rồi thì nó sẽ cho chúng ta mức năng suất khoảng tầm từ 10 cho tới 12 suất cơm mỗi mẻ. Về chất liệu thì phần chảo này được làm từ thép PU tôi ở nhiệt độ cao, tạo một lớp chống dính phủ khắp lòng chảo. Như vậy thì trong quá trình mà các bạn rang cơm, chúng ta hoàn toàn yên tâm là cơm sẽ không bị cháy và sát vào cái phần lòng chảo. Và chảo rang sẽ được tối ưu về tuổi thọ cũng như là dễ dàng hơn trong phần vệ sinh. Và đặc biệt là chất lượng thì sẽ được đảm bảo tuyệt đối. Đó là phần chảo rang. Bật mí thêm một điều nữa cho các bạn, đó là chảo rang này sẽ được nhấc lên cách rất là dễ dàng để chúng ta thuận tiện hơn trong việc vệ sinh. Đó là phần chảo rang. Thế còn ở đây đó là đầu máy để đảo cơm, sẽ bao gồm một là phần cánh đảo và hai là phần lược vét. Ở cánh đảo này thì các bạn thấy được thiết kế nó là dạng xương cá và bố trí rất là nhiều điểm hình vòng cung để khi mà cánh đảo xoay 360 độ, cơm rang của chúng ta sẽ được đảo từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên một cách đồng đều và tươi nhất. Và thứ hai là với phần lược vét này thì các bạn thấy là được thiết kế dạng lưỡi rìu. Nó bao gồm một cái phần dọc là teflon cao cấp để đảm bảo chống mòn, chịu nhiệt tốt. Thế thì khác với một số thiết bị máy rang cơm trên thị trường thì các bạn sẽ cần phải sử dụng một chiếc thìa để vét cơm thủ công, khá là mất công sức và hơi bất tiện. Thì ở đây chúng tôi đã thiết kế cho bạn sẵn là cái phần lược vét này để cơm rang sẽ được đảo và vét, sẽ được vét lên và không xảy ra cái tình trạng cơm bị cháy hay là sát vào lòng chảo. Ở đây thì cái phần này cũng được nhấc lên và để xuống khá là linh động, tiện lợi cho chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ cùng quay và vận hành để các bạn sẽ quan sát nhé. Khi mà các bạn bật công tắc lên thì chảo cùng với cánh đảo sẽ xoay đồng thời 360 độ. Và tốc độ mà chúng tôi đã thiết kế cho các bạn là một cái tốc độ khá là khoa học để có thể rang cơm tối ưu nhất, nên các bạn cứ yên tâm nhé. Khi mà sở hữu một thiết bị máy rang cơm tự động kèm bếp xào này thì có một điều khá là đặc biệt, đó là đã kèm cho các bạn một chiếc bếp xào. Như vậy thì trong cái quá trình mà rang cơm sẽ nhanh chóng hơn là có một cái bếp xào chúng ta chế biến ở phía bên này, thay vì việc chúng ta phải sắm thêm một chiếc bếp ga nữa. Với việc sử dụng chiếc bếp xào này thì cũng đơn giản thôi, các bạn có thể quan sát cái núm vặn ga bên dưới, nó tương tự như sử dụng bếp ga trong gia đình. Các bạn chỉ cần nhấn và xoay là được, điều chỉnh nhỏ và to lửa. Đó. Ở phía bên này, bảng điều khiển cũng được sử dụng đơn giản với giao diện dễ dàng. Sau khi mà các bạn kết nối với nguồn điện gia đình 220V thì đèn báo nguồn sẽ báo sáng. Và ở đây là công tắc mà mình vừa thao tác cho các bạn xem. Đó là công tắc của hệ thống chảo và hệ thống cánh đảo xoay tròn 360 độ với tốc độ cố định mà Neosan đã thiết kế cho các bạn. Kế tiếp ở đây là núm vặn ga tương tự như phía bếp xào. Nhấn và các bạn xoay, điều chỉnh to nhỏ là được. Khi mà sử dụng thì chúng tôi đã thiết kế sẵn cho các bạn một van ga công nghiệp khá là tiện lợi, các bạn không cần phải bố trí thêm nữa. Phần khung thân này thì các bạn có thể quan sát là nó khá là sáng
và rất là bắt mắt, bởi vì toàn bộ được làm từ chất liệu là inox cao cấp 304, cho nên là các bạn yên tâm trong suốt quá trình sử dụng sẽ không bị bám màu, bị dầu mỡ hay là thực phẩm vương lên. Và chất liệu này cũng đảm bảo cho chúng ta về độ cứng cáp, độ bền và đảm bảo vượt trội, bền bỉ hơn khi mà chúng ta sử dụng lâu dài, lên tới từ 10 cho tới 20 năm tuổi thọ, các bạn cứ yên tâm nhé. Và trong cái quá trình mà các bạn vận chuyển á, thì rất là đơn giản, bởi vì bên dưới này Nissan đã thiết kế cho các bạn là các cái bánh xe trợ lực để cố định, để di chuyển dễ dàng hơn, không tốn công sức. Thế thì ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về hiệu quả thực tế cũng như là sử dụng chi tiết hơn về thiết bị này nhé. Bước 1, kết nối với nguồn điện gia đình 220V và van ga công nghiệp. Bước 2, đối với bếp xào sử dụng tương tự như bếp ga gia đình, nhấn và xoay núm vặn để điều chỉnh to nhỏ. Bước 3, bên phía chảo rang cơm, bạn bật ga để một lúc để cho chảo nóng và đổ dầu, đợi dầu sôi. Bước 4, đổ cơm, hạ đầu máy cánh đảo, bật công tắc cho chảo và cánh đảo bắt đầu xoay, nêm nếm gia vị phù hợp nhu cầu. Bước 5, để chảo rang khoảng từ 5 cho tới 7 phút là rang xong một mẹ, tắt ga và công tắc xoay, lấy thành phẩm. Cơm rang thành phẩm đồng đều, tiếp xúc đều với nhiệt nên chín nhanh, cơm tơi ngon, săn hạt, không bị khô quắt hay xảy ra tình trạng cháy xém. Bước 6, vệ sinh máy sạch sẽ sau khi sử dụng, không xịt rửa nước vào motor, bảng điều khiển, họng đốt. Vừa rồi thì các bạn đã được theo dõi hiệu quả thực tế cũng như là thiết kế chi tiết của thiết bị máy rang cơm tự động kèm một bếp xảo của Nissan. Nếu như đây là một sản phẩm phù hợp với tiêu chí lựa chọn của bạn thì đừng quên khi đặt mua thiết bị này tại điện máy Nissan, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 1 triệu đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên, hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển bán kính lên đến 15 km tại tất cả các chi nhánh. Hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Sản phẩm cam kết chất lượng theo QCVN12-3/2011 Bộ Y tế. Với hệ thống 18 cửa hàng trên khắp cả nước, Nissan tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp máy thực phẩm đạt chuẩn ISO 9001-2015. Để nhận được báo giá và tư vấn miễn phí về sản phẩm thì hãy để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này hoặc là liên hệ tới số máy hotline của điện máy Nissan 0788 555 155 hoặc 0777 555 155. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào website dienmaynissan.com hoặc dienmaythucpham.com để tìm hiểu chi tiết về sản phẩm cũng như đa dạng mẫu mã thể loại máy rang cơm mà Nissan đang cung cấp, các bạn có thể quan sát trên màn hình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ngày hôm nay và đừng quên để lại một like, một subscribe và nhấn chuông thông báo để update những video mới nhất trên kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.